Xin chào các bạn, shop gốm sứ trang trí tại địa chỉ 57 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người mẫu bình hoa họa tiết tứ quý. Đây là mẫu bình hoa có họa tiết tứ quý, cao 26 và ngang 14 cm. Bình có hai màu cho bạn lựa chọn là màu xanh lá và màu đỏ như các bạn đang nhìn thấy ở trên hình. Bình được viền vàng ở phần miệng và xung quanh bình, tạo cảm giác sang trọng cho sản phẩm. Bình có kích thước vừa và nhỏ, do vậy rất dễ để khách hàng trưng bày ở rất nhiều không gian như phòng khách, phòng làm việc, phòng ăn, phòng ngủ. Shop xin tặng kèm 3 cánh hoa để cắm như trên hình. Mời các bạn cùng theo dõi clip thực tế của sản phẩm. Shop đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng đều là sản phẩm chất lượng cao, 100% như hình, bao vỡ hỏng, bao vận chuyển cho khách hàng ở các tỉnh xa. Sản phẩm có họa tiết và hoa văn sắc nét sẽ là món quà tặng rất ý nghĩa cho người thân và bạn bè. Các bạn có thể qua địa chỉ của shop gốm sứ trang trí 57 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy để mua hàng trực tiếp tại cửa hàng hoặc tham khảo thêm các sản phẩm ở trên trang web gốmsutrangtri.vn. Hân hạnh được phục vụ các bạn và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để cập nhật nhiều sản phẩm mới của shop gốm sứ trang trí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.